càng kêu đưa thêm đây càng mạng đưa sâu đà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn mặt này bảo không có vợ không ai tin rồi. Chưa có người yêu luôn. Đấy, chưa có người yêu luôn. Con hàng đàn và chưa có người yêu. Thế là sống nàng ơi nàng ơi. Cây mai đi Lộc Bình không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liên ban hạ con ơi bác khả. Phát dần dần nó có quay được nhiều mà. Hai cô đang má hồng thế lại không hát rồi. Hai cô Tân Thèn đấy, Cao Lộc đấy. Ngày kia là hội Tân Thành đấy. Ngày kia là hội, hẹn hội và nhà cô chơi đi. Ở nhà mình có mạo có dân tộc này không? Chắc ít lắm nhỉ, thỉnh thoảng thôi nhỉ. Cái đám cưới có mặc quần áo dân tộc không? Thì bộ trang là nữ và đám cưới đấy hội thi trang phục là đều mặc hết. Đám cưới là mặc à? À thế là khác à? Các chú hát nữa à? Mới đi được cắm quần nữa. Các chú hát ra á. Có đám cưới có hay không? Lần trước có một thằng vào quay đấy. Bản sắc dân tộc. Bản sắc vùng cao TV đấy. Quay bản sách.
vùng cao. Thằng Quý không bán thuốc phải không? À không phải đâu nhở, thằng bán thuốc là người khác đấy. À. Ú. Vãi, ơi giờ còn lâu mới đâm. Còn lâu mới đâm à. Chia tay nhỉ?